có thể là mọi người chưa biết, gỗ thông này nó là chung một dòng với một cái dòng gỗ cực kỳ nổi tiếng và rất là đắt, đó là dòng gỗ Hoàng Đàn, và cũng có một dòng nữa là Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn. Ở đây với Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn nhá, thì nó cũng cùng một dòng họ nhà thông, và với dòng gỗ thông ấy, nó và các dòng gỗ trong chung dòng với nó có một cái đặc điểm, đó là nó có tinh dầu. Và trên gỗ thông mọi người cùng xem, đây là một cái phôi gỗ em vừa bào ra đó, tinh dầu của nó rất là nhiều nhá. Với cái tinh dầu này thì nó cũng giống như kiểu là nhựa của cây vậy đấy, đây mọi người xem này đó, và ngửi nó rất là thơm nhá. Nhưng mà với gỗ thông này thì không phải là ai ngửi cũng thấy thơm đâu. Những bác nào mà không quen ấy thì ngửi có mùi nó khá là gắt đó. Và dòng gỗ thông này thì có rất là nhiều ở trên thị trường, và nó mọc hầu như là ở khắp mọi nơi trên thế giới. Việt Nam cũng có, và sang bên châu Âu cũng có luôn. Chung dòng với gỗ thông họ nhà thông thì nó còn có thêm một số dòng nữa, đó là các cái dòng như là dòng gỗ sồi cũng thuộc họ nhà thông, tần bì cũng thuộc họ nhà thông, và một số các dòng như là dòng phi lao cũng vậy luôn, chung họ nhà thông. Chia sẻ với mọi người một chút thông tin về dòng gỗ này. Và nói chung thì về dòng họ nhà thông trừ Hoàng Đàn thì đấy là cái dòng gỗ gọi là cực phẩm, giá trị cực kỳ đắt. Và với cây Hoàng Đàn thì em không có quá dành về dòng này, nhưng mà với họ nhà thông thì em được tiếp xúc khá là nhiều với các dòng như là thông, sồi, tần bì đó. Chia sẻ với mọi người một chút thông tin về dòng này nhá. Nói chung thì với dòng thông này thì chất lượng của cây ở một cái mức độ khá tốt, giá thì cũng khá là dễ chịu, và đóng làm đồ gỗ nội thất thì rất là bền, với khả năng chống chịu và thời tiết khá là tốt. Nhưng mà gỗ thì nó có một cái nhược điểm, đó là dòng thông này thì khá là mềm so với các cái dòng chung một họ của nó.